Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 113 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 486, phản ứng của Mai Tuyết Yên. Về phần Mai Tuyết Yên, lựa chọn ngồi xuống tại gốc cây này chính là một loại trực giác, hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ, cũng chỉ là xuất phát từ bản năng của huyền thú. Theo cảm giác nhận định cái chỗ này có gì đó không bình thường, có một chút tà dị, nhưng mà rốt cuộc là nơi đó tà dị, chỗ ấy có gì không đúng, mà lại không thể nào diễn tả bằng lời rõ ràng được. Lúc này đây, muội quả thật là cảm giác tiểu tử đó đúng là càng ngày càng thần bí. Hoặc là bởi vì bên cạnh mình có tỷ tỷ Mai Tuyết Yên là người mình cực kỳ tin tưởng, Xà Dương Thiên Tầm yên tâm về nghi hoặc trong đầu. Bởi vì có đại tỷ ở cùng một chỗ, nàng cảm giác an toàn mà không gì so sánh được. Vô luận có người truy tung hay không, chỉ cần mình cùng với đại tỷ ở cùng một chỗ, cho dù có là Thiên Dương lão tử đang truy tung mình, cũng không có chút gì sợ hãi, cũng không cần phải sợ hãi. Thần bí, tại sao lại nói vậy? Mai Tuyết Yên, thân tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn như cũ, không có dao động lớn, chỉ là nhăn mặt nhíu mày. Là cái ngày đó ở ngoài cửa thành sau khi mà chúng ta rời đi, nghe nói cái tên gia quả này chính là điên cuồng một lần dùng thủ đoạn tàn bạo nhất, tàn bạo nhất để mà ngăn chặn lời đồn. Ngay xế chiều ngày hôm đó, hắn đã trắng trợn trực tiếp cử thị vệ đem Mạnh Thế Gia mà người Thiên Hương Thành đều hiểu rõ, sở hữu cơ nghiệp mạnh mẽ, cướp đoạt toàn bộ. Thêm nữa lúc ban đêm lại đem hành động này bộc phát mạnh mẽ, giết chết hai đại nho đỉnh đỉnh tại Thiên Hương Thành. Đồng thời đi theo hai cái vị đại nho này còn có gần 30 vị quan viên. Hơn nữa hoàng gia Thiên Hương lại không hề có phản ứng gì. Sau đó ngày tiếp theo liền đi đến Độc Cô Thế Gia trao đổi hôn sự. Thế nhưng trao đổi hôn sự à? Xà Dương Thiên Tầm vẫn chưa có nói xong, đột nhiên bị Mai Tuyết Yên ngắt lời hỏi một câu. Trao đổi hôn sự sao? Đến Độc Cô Thế Gia thương lượng hôn sự gì đấy? Mai Tuyết Yên khi mà nói những lời này, vẻ mặt như băng run sợ. Hôn sự gì? Đến Độc Cô Thế Gia đương nhiên là bàn bạc hôn sự giữa Quân Mặt Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ rồi. Xà Dương ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ của mình. Chà, ta còn tưởng rằng Quân Mặt Tà với Quảng Thanh Hằng có hôn sự chứ. Làm cho ta giật cả mình. Kỳ quái là hắn như thế nào lại tới Độc Cô Thế Gia mà bàn bạc hôn sự. Nhà đầu ngươi nói không có minh bạch, sao không nói sớm, ta mới không hiểu được nó. Mai Tuyết Yên quán trách liếc nàng một cái. Xà Dương trong lúc nhất thời có một chút cái đầu bị chập mạch. Ở Độc Cô Thế Gia thế nào có thể bàn bạc hôn sự với Quán Thanh Hằng? Đây không phải là chuyện cười sao chứ? Đại tỷ như thế lại suy nghĩ đi đâu? Liên tưởng quá mức vậy mà cũng có thể sao chứ? Vậy sau đó thì thế nào? Nha đầu ngươi chỉ cởi có nửa cái nút thắt, chắc hẳn phía sau còn có chuyện thú vị xảy ra sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên hỏi. Cũng không có gì, sau đó bọn họ nam nhân uống rượu say, Đường Nguyên là một huynh đệ của Quân Mặt Tà bị người ta hạ âm mưu, bị đẩy xuống cái hố phân. Đại tỷ không biết đâu, Đường Nguyên gầy lắm, ta xem ít nhất cũng phải đến 500 cân luôn. Quân Mặt Tà vì cái việc này dĩ nhiên cũng phát tác ở Độc Cô Thế Gia vì huynh đệ mà báo thù, một chút cũng không để ý đến quan hệ thông gia, cứ như vậy ép buộc Độc Cô Thế Gia đem cháu trai của nhị phu nhân giết chết. Không thèm để ý đến quan hệ thông gia sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên nhìn mây bay trên trời hờ hững nói. Xem ra cái chuyện bàn hôn sự không thành rồi. Xà Dương một lần nữa kinh ngạc, mục đích xuất ngoại của chúng ta vốn là vì sư phụ của Quân Mạc Tà, cũng là vì luyện thành thần dị linh đan từ phạt thiên thánh quả. Đại tỷ vì sao phải quan tâm đến vấn đề hôn nhân của Quân Mạc Tà? Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, tiểu muội cũng không có phát hiện cái sự xuất hiện của thần bí sư phụ Quân Mạc Tà. Vốn lần này bởi vì phong ba to lớn như thế, Quân Mặt Tà tất phải cần tới sự giúp đỡ, chỉ điểm của sư phụ. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu tử đó liền tự mình động thủ luôn là có thể giải quyết được tất cả. Thiên Tầm cao mày nói tiếp. Bất quá,
Quân Mặt Tà hành động không có kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên, lại cho muội một cảm giác được thật rõ ràng, hắn nhất định có được chỗ dựa cường đại vững chắc. Chỗ dựa vững chắc này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm lung lay. Hơn nữa, cái chỗ dựa vững chắc này lại đúng vào thời điểm hắn cần thiết thì sẽ ra tay. Cho nên, muội có thể kết luận chỗ dựa vững chắc của Quân Mặt Tà hẳn là ẩn thân ngay tại quân gia. Xà Dương Thiên Tầm quả quyết cho ra một kết luận, sau đó tiếp tục nói. Cho nên, muội mới lựa chọn trực tiếp truy theo Quân Mặt Tà. Thế nhưng cái tên tiểu tử này thật sự rất cao thủ luôn. Muội mới đuổi theo khi mà hắn vừa từ quý tộc đường đi ra, dường như là đã bị hắn phát hiện ra muội theo dõi, chuyển hướng vài lần, muội liền để cho mặt châu vết. Xà Dương đỏ mặt lên, nhưng mà muội thấy cũng không còn sớm nữa, liền định quay trở về, không ngờ đi được nửa đường, đột nhiên lại có cảm giác bị theo dõi. Nhất là khoảnh khắc từ trên đầu tường bay xuống, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bất quá, người này truy tung theo muội, kiên cường, mạnh mẽ trong yên tĩnh, tình tưởng đối với muội cũng không có ác ý gì, điểm này muội có thể cảm thụ được. Xà Dương Thiên Tầm, Hạ Đô Nghi Thanh Tú thản nhiên nói tiếp. Nàng nói xong thật lâu lại không nghe thấy lời nào đáp lại, không khỏi kinh ngạc nhướng mày lên, chỉ thấy đại tỷ của mình vẻ mặt bình bình đạm đạm, nhưng mà trong đôi mắt tuyệt mỹ lại lóe ra vài tia phức tạp sáng rọi, yên lặng nhìn trên mặt đất, tựa hồ không nghe thấy toàn bộ câu chuyện của mình. Xà Dương Thiên Tầm cảm thấy giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, nhưng mà không phát hiện ra nửa điểm sự vật khác thường, càng không khỏi kỳ quái. Đại tỷ, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy chứ? Ngày hôm nay đại tỷ sao kỳ quái vậy? Thiên Tầm, ngươi nói đi, có phải là chúng ta vẫn còn có chút không đủ mạnh mẽ sao? Ngươi thử phỏng đoán đi, nếu chúng ta trực tiếp đem Quân Mặt Tà đánh cho trọng thương hoặc trực tiếp giết chết thì kết quả sẽ như thế nào? Mai Tuyết Yên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như đang cùng nói chuyện với không khí vậy. Đánh cho trọng thương, trực tiếp giết chết luôn sao? Xà Dương Thiên Tầm hoảng sợ nói, đại tỷ, chuyện này dạng lần không nên. Trước tiên là phạt thiên thánh quả vẫn còn nằm trong tay của sư phụ tiểu tử kia. Nếu người ta trong cơn tức giận mà độc chiếm, mất đi cái chế ước với Quân Mặt Tà, sau đó chúng ta một chút hy vọng tìm được người cũng không có. Lui lại dạng bước, thực lực sư phụ tên kia thật sự là đáng sợ mà. Thiên phạt của chúng ta, chính diện hiện đang chịu sự bức bách của Tam Đại Thánh Địa, thật sự không nên tạo thêm một cường địch nữa. Quả thật, không nên tạo nên một cường địch. Bất quá, chúng ta vẫn phải cho Quân Mặt Tà cảm nhận được áp lực cường đại, áp lực đủ uy hiếp toàn bộ đến sinh mạng của hắn. Như thế, hắn mới có thể mời sư phụ của hắn hiện thân. Điểm này, ngươi cũng có thể dự đoán được đúng không? Nếu bất cứ chuyện gì Quân Mặt Tà đều có thể tự mình giải quyết, chỉ sợ như vậy, sư phụ của hắn vĩnh viễn không xuất hiện. Mai Tuyết Yên nói những lời này rất chậm rãi và nhàn nhã. Thuyết pháp của Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ thật là có đạo lý. Biện pháp của nàng chỉ có thể nói là một biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà Xà Dương Thiên Tầm tự đáy lòng cảm thấy có một chút khó hiểu. Chỉ cần nhắc đến cái tên Quân Mặt Tà, đại tỷ không hiểu sao có biểu hiện rất là khác thường. Không phải là muốn đánh chết hắn, chỉ là muốn đánh cho hắn tàn phế. Hiện tại lại muốn gây áp lực. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này đã từng đắc tội qua với tỷ sao? Thậm chí chỉ nhắc đến Quân Mặt Tà trong thời gian ấy, Xà Dương Thiên Tầm mơ hồ có thể cảm thấy trong lòng của đại tỷ mình đang dao động, tâm tư hỗn loạn, nhưng bị nàng lấy tu vi mạnh mẽ của mình đè ép xuống mà thôi. Hơn nữa, trên đường đi từ Thiên Nam trở về, toàn bộ chủ ý cổ quái gây sức ép lên Quân Mặt Tà hoàn toàn đến từ Mai Tuyết Yên phát họa mà ra. Cái chuyện này rốt cuộc là sao đấy? Vậy thì đại tỷ của chúng ta dùng phương thức gì mới có thể tạo được áp lực đây? Áp lực này nhất định phải vừa đủ thôi, quá nhỏ không có tác dụng, nhưng mà nếu quá lớn lại sợ sinh ra tác dụng phụ. Nói cho cùng, chúng ta thủy chung là cầu vị thần bí cao nhân kia. Xà Dương Thiên Tầm thật là cẩn thận nói. Chuyện này đúng mực ta sẽ nắm chắc. Nếu ta đoán không lầm, chỉ trong nay mai quân gia sẽ phát thiếp mời khách khứa, sắp xếp tiệc rượu, thông báo với thiên hạ,
tuyên bố quân vô ý nhận Quảng Thanh Hằng làm nghĩa tử. Còn có Độc Cô Tiểu Nghệ trước đó giác cái bụng mang thai to tướng đi vào cửa thành. Chuyện đám hỏi xảy ra giữa quân gia cùng với Độc Cô gia chỉ sợ cũng rất cấp bách. Hai nhà nếu mà làm đám hỏi tất nhiên cũng phải là một cái nghi thức thật lớn, cho dù không bằng lễ thành thân, ít nhất cũng là đính hôn, chuyện này cũng là một cơ hội. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên sặc cái mùi vị chiến tranh, mặt ngọc đột nhiên lóe ra một tia quả lạnh. Nếu để cho hắn dễ dàng như thế, liền có được hai đại mỹ nhân, hưởng hết tề nhân diễm phúc của nhân gian sao? Đây chẳng phải quá tiện nghi cho hắn à? Thế gian làm gì có chuyện ngon lạnh vậy? Dù có, cũng không đến lần tên tiểu tử hỗn trướng này có thể hưởng đâu. Xà Dương Thiên Tầm chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác vô lý cực điểm dâng lên. Ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dự tính ban đầu của chúng ta chính là thông qua quân Mặt Tà tìm gặp sư phụ quán, cũng không phải là mục đích là kết thù với hai thầy trò này. Chính là đề nghị của lão đại, cả hai cái đều nhằm vào nữ nhân của quân Mặt Tà. Chuyện này như vậy là làm khó sao? Như vậy là tạo áp lực sao? Thế nào lại xem có điểm giống như là tranh đoạt tình nhân vậy? Bất quá những suy nghĩ trong đầu của nàng trăm triệu lần không thể nói, cũng không dám nói ra. Không biết rằng giây phút này trong lòng của Mai Tuyết Yên muốn đúng là xú tiểu tử tại thiên phạt xâm lâm còn không có tính toán rõ ràng với người đâu. Ngươi lại bắt tay vào chuyện cưới vợ sao? Nghĩ đến đây thì lại đắc ý, xem ta lần này thế nào ngược đãi người chứ. Muội đi đi, chuẩn bị cơm chiều một chút, ta ngồi nơi này một lát nữa sẽ tới. Mai Tuyết Yên nhìn lên trời cao lẳng lặng nói. Xà Dương đứng lên, do dự một chút, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng như một cơn lốc bay đi. Lúc này nàng đã hoàn toàn không còn có cảm giác bị theo dõi. Thật lâu sau, nhẹ nhàng có cơn gió thổi qua, Mai Tuyết Yên đột nhiên lẳng lặng nói. Đến lâu như vậy rồi, cũng đã nghe chúng ta nói chuyện thời gian dài như vậy rồi, cái gì cũng đã nói hết rồi, các hạ cũng nên ra đi thôi. Lúc mà nàng nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ lặng yên nhìn lên trời, thân hình hay là tư thế cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Quân Mặt Tà trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm dương độn, độc bộ bổn công tử học của người xưa, người có thể khám phá ra sao? Nếu vậy mới rồi, người sẽ không nói nhẹ nhàng như vậy đâu, người muốn ta đi ra, ta sẽ ra sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể phát hiện ra ta sao? Chờ ngươi rời khỏi gốc cây này, chỉ cần trong nháy mắt một thời gian, bổn thiếu gia liền thoát đi không dấu vết. Định lừa ta, ngươi chờ xem. Quân Mặt Tà hiện tại rốt cuộc xác định, vị này trong mắt của mình lúc trước nũng nịu cùng sợ hãi bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên, không ngờ so với Xà Dương Thiên Tầm còn có quyền công cao minh hơn chút. Mai Tuyết Yên này, những cao thủ mà mình đã được thưởng thức qua, cũng chỉ có thiên phạt xâm lâm, Mai Tôn Giả mới có thể so sánh. Thậm chí, chưa chắc hơn kém nhau bao nhiêu. Thiên phạt xâm lâm lại vẫn có một nhân vật khủng bố như vậy. Thế nhưng, phải đánh giá lại thực lực của thiên phạt xâm lâm thôi. Bất quá, ngay cả nàng có lợi hại, quân Mặt Tà cũng vẫn tuyệt đối tin tưởng, càng không tin nàng phát hiện ra mình đang ở trạng thái âm dương độn, cho nên quân Mặt Tà hoàn toàn không lo lắng. Chương 487, ta uy hiếp người đó thì sao? Mai Tuyết Yên đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, đột nhiên cười lạnh vung tay lên. Một đạo kinh phong vô thanh vô tức xuất hiện, mấy cây đại thụ bên cạnh nàng đều bị chịu chung số phận. Có người da mặt dày đi theo nàng, nhìn thấy chưởng này đều run rẩy. Bắt đầu là rễ cây, sau đó đến thân cây, lần lượt quá thành bột phấn rơi xuống. Đầu tiên là dở thành những mảnh nhỏ, sau đó lần lượt quá thành bụi, cuối cùng tán cây khổng lồ nhỏ dần rồi biến mất. Trong rừng núi rậm rạp mà cái tán cây đại thụ cứ như thế biến mất, trên đất chỉ còn lại có đám bụi nhỏ thôi. Đám bụi này màu trắng xám như bột phấn, cứ lặng lặng rơi xuống, mỗi cây một đống, không thừa không thiếu. Cái đống bụi phấn hình nón hơn một trượng này cứ thế hình thành. Cả quá trình không hề có một chút tiếng động nào cả. Tựa như trong rừng chưa từng có 8 cây đại thụ này vậy, mà chỉ có 8 đống bụi phấn ở đó.
tồn tại từ trước, chưa hề thay đổi bao giờ. Quân Mặc Tà hít một hơi khí lạnh. Đây là công phu gì? Đúng là dung tai thương hải tan điền. Thực lực của Mai Tuyết Yên không ngờ mạnh mẽ như vậy. Góc áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng lay động, thản nhiên nói: Quân Mặc Tà, sao mà còn chưa động thủ? Ngươi nhìn thấy rồi đó, với công lực của ta, quân gia các ngươi sao có thể đánh lại? Ta đếm đến ba, nếu ngươi vẫn không động thủ, ta lập tức tới Thiên Hương Thành giết chết quân Chiến Thiên và quân Du Ý. Ta biết ngươi đã từng nói ra, ngươi sẽ không tha cho bất kể ai mà dám uy hiếp ngươi, nhưng mà hiện tại ta đang uy hiếp ngươi đó. Vị sư phó mạnh tương đương ta của ngươi, hắn có thể bảo vệ cả nhà của ngươi cả đời hay sao? Hắn có thể bảo vệ các ngươi thoát khỏi tay ta cả đời hay sao? Ánh mắt của nàng băng lãnh nhìn lên bầu trời, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, lạnh đạm nói: Một. Nhưng mà lúc này Quân Mặc Tà đang ở trong thân cây đã hoàn toàn kinh ngạc. Rốt cuộc tại sao mà nàng biết ta đang ẩn thân ở đấy mà lại còn chắc chắn như thế? Mai Tuyết Yên có thể nói ra chính xác tên của mình cho dù là mình đang ẩn nấp. Hiện tại Quân Mặc Tà thật sự đã có một chút lo lắng. Những gì Mai Tuyết Yên nói không hề khoa trương, với thân thủ của nàng, cho dù là Bát Đại Chí Tôn tề tụ lại cũng không phòng ngự nổi, đừng nói là một người bình thường. Đang phân vân, chỉ nghe tiếng Mai Tuyết Yên thản nhiên nói: Hai. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi hướng lên, vẫn nhìn bầu trời như cũ, giống như một tiểu cô nương. Nhưng mà hai tiếng đếm dứt khoát, quyết định vừa vang lên chắc chắn như đinh đóng cột. Xem ra ngươi không quyết định đi ra rồi. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài. Được, vậy cũng tốt. Ta phải đi giết quân Chiến Thiên và quân Du Ý. Hy vọng ngươi có thể theo kịp mà ngăn cản. À đúng rồi, có người có năng lực ngăn cản bổn tọa, nhanh chóng đi tìm cái vị sư phó kia xin giúp đỡ đi. Hy vọng là hắn tới kịp. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên. Trên mặt sát khí vừa động thì độ ẩm bốn phía dường như giảm mạnh xuống. Sau đó, thân hình của nàng chợt lóe lên, bóng dáng uyển chuyển. Trên không trung hình thành một tia sáng, trong nháy mắt đã đi được 20 trượng, mà hướng đó đúng là hướng đi Thiên Hương Thành. Đột nhiên, chậm đã. Sau lưng của nàng, Quân Mặc Tà cuối cùng cũng phải lên tiếng. Mai Tuyết Yên đứng lại, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy tại địa phương mình vừa ngồi, có một thiếu niên áo trắng kiên cường đứng đó. Ánh mắt nhìn về phía nàng lạnh buốt mà vô tình, sắc bén mà dứt khoát. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên chính là ngươi mà. Mai Tuyết Yên cười lạnh như băng, nhẹ nhàng bay xuống. Tóc trên trán của nàng hợp lại, vén ra sau tai. Tại sao ngươi có thể xác định đó là ta? Ta tự tin, bí pháp sư môn của ta tuyệt không có sơ hở, đương thời không có ai có thể phá giải nổi. Quân Mặc Tà đã đi ra, cũng không cần tiếp tục trốn tránh. Thoải mái tự nhiên, đặt mông ngồi ở vị trí trước đó mà Mai Tuyết Yên đã ngồi. Hắn nhếch miệng cười nói, ở đây còn có một chút hơi ấm, cái mông của ta có cảm giác rất thoải mái đó nghe. Ánh mắt băng lãnh của Mai Tuyết Yên nhìn hắn trừng trừng, sâu trong đáy mắt có một chút lúng túng, sau đó thản nhiên nói, là ngươi tự nói cho ta biết. Ta nói cho ngươi biết hồi nào? Quân Mặc Tà cảm thấy kỳ quái. Bí pháp này của ngươi không thể nghi ngờ đúng như ngươi nói, không một ai có thể biết. Nhưng cái thứ tính chất của bí pháp này chính ngươi cho ta biết. Ngày mà ngươi quyết chiến với Tiêu Bố Vũ, ta đã cẩn thận quan sát thân pháp của ngươi rồi. Người khác cũng dễ dàng thấy được thân pháp của ngươi xảo diệu, thiên biến vạn hóa, làm cho người ta căn bản không biết ngươi ở đâu. Chợt trái, chợt phải, chợt trước, chợt sau. Nhưng ta có thể thấy được thân pháp của ngươi sử dụng đã sớm thoát khỏi phạm trù các thân pháp thông thường đó. Bởi mỗi lần mà ngươi biến mất, thân thể là được bao bọc bởi một trạng thái khác thường, chính là hoàn toàn biến mất, mà không phải là ẩn giấu đi đâu, hoặc là tốc độ cao mà biến mất. Điểm này ta đã xác định được. Nàng thản nhiên cười cười, mà muốn theo dõi xà dương, cho dù là ta dùng toàn lực cũng không thể làm được. Bởi vì thiên phú của nàng vốn là bản năng trời ban, không một ai có thể hoàn toàn không lộ chút dấu vết mà theo dõi. Nhưng mà trên thực tế, thiên tầm đang bị người ta theo dõi sát nút tới tận nơi này mà không để lộ một chút dấu vết. Nhìn khắp đại lục, ngoại trừ năng lực thần kỳ của bí pháp sư môn người,
ta nghĩ không có một ai trên thế gian này có thể làm được. Cho nên Xà Dương vừa nói bị người ta theo dõi mà không thể phát hiện ra, ta có thể khẳng định đó là ngươi rồi, bởi vì sư phụ ngươi cũng sẽ không có khả năng đi làm những cái việc như vậy đâu. Mai Tuyết Yên hờ hững nhìn Quân Mặc Tà, mà thật sự đã chứng minh phán đoán của ta là đúng. Ngươi nếu đã đoán được là ta, vậy mà ngươi vẫn dám uy hiếp ta sao? Ngươi có biết lý do vừa rồi đã quá giới hạn của ta sao? Cho đến bây giờ, những ai đi quá giới hạn của ta đều phải trả giá rất đắt, không hề có một ngoại lệ. Quân Mặc Tà rất buồn bực, cho nên lời nói cũng có ý tức giận. Đây không phải là uy hiếp, ta vừa nói rằng đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra. Bởi nếu như không phải là ngươi, ta nhất định sẽ không đi giết hai người kia. Mai Tuyết Yên nói một cách hờ hững, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, đối với ta thích giết thì giết, chỉ là hai người mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Ngươi đang bức ta sao? Ánh mắt Quân Mặc Tà bắn ra lạnh khóc nhìn Mai Tuyết Yên nói từng chữ. Bức ta đối lập với ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng à? Mai Tuyết Yên cười tiêu sái, từ trên cao nhìn xuống Quân Mặc Tà, ống tài áo bay phất phới như mây trôi, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ. Đối lập với ta, ta không hiểu được cái sự tự tin này của ngươi từ đâu mà ra, chỉ bằng cái vị sư phó hư vô kia của ngươi sao? Ánh mắt Quân Mặc Tà dừng trên gương mặt tuyệt vời mà mọi nam nhân đều ham muốn, nhưng lại không có nửa điểm nào gọi là thương hoa tiếc ngọc, chậm rãi nói. Đại trượng phu ở trong trời đất, tất cả đều dựa vào thực lực của bản thân, những cái thứ bên ngoài có được không đáng để nói ra làm gì. Nhưng mà Mai Tuyết Yên, ngươi có bao giờ nghĩ đến ngươi là một nữ nhân thân thủ tốt, võ công cao, dung nhan tuyệt diễm vô song, thì ta sẽ không hạ sát thủ đối với ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng ta sẽ không giết nữ nhân? Như vậy thì sao? Mai Tuyết Yên hơi nghiêng đầu, ánh mắt chiếu lên hai má của nàng giống như xuyên qua. Cũng như vậy mà thôi, tất cả đều cho ta một cảm giác hư vô mờ mịt. Nam nhân hay là nữ nhân đối với ta đều như nhau, cũng chỉ là một khối túi da mà thôi. Cho dù bộ dạng ngươi xinh đẹp, thì khi chết cũng chỉ là một đống xương, mà bổn công tử đối với một đống xương không hề có hứng thú. Cả người Quân Mặc Tà tản ra một khí tức kỳ dị, đồng tử chậm rãi co lại giống như một thanh kiếm sắc bén, lợi hại như đao, hùng hổ nhìn Mai Tuyết Yên với cái vẻ dọa người, nói từng chữ. Cho nên, mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần biết thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế nào. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, không cần và không nên vượt quá giới hạn của ta, bằng không ngươi sẽ hối hận vô cùng. Cái giá mà ngươi phải trả, không ai có thể chống đỡ được, mặc dù ngươi có tin hay không cũng vậy thôi. Bây giờ, ngươi lại uy hiếp ta. Mai Tuyết Yên ngửa đầu nhìn trời như trước, ánh mắt không lạnh không nhạt, chậm rãi hỏi. Trong tâm trí của nàng thậm chí có đôi chút buồn cười. Quân Mặc Tà đối với mình mà nói chỉ là một con kiến ở trong mắt, thế nhưng lại dám uy hiếp mình. Uy hiếp sao? Nhưng mà ta lại không biết là vừa rồi đã uy hiếp ngươi. Ta chỉ nói ra một cái việc chắc chắn sẽ phát sinh. Hơn nữa cho dù ta uy hiếp ngươi thì đã sao? Quân Mặc Tà cười lạnh. Vậy thì làm sao? Ngươi cũng giống ta không chấp nhận có người uy hiếp hay sao? Không một tiếng động, không ai cử động một chút nào cả. Cùng là uy hiếp, nhưng mà Mai Tuyết Yên uy hiếp Quân Mặc Tà thì Quân Mặc Tà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà khi Quân Mặc Tà uy hiếp Mai Tuyết Yên thì Mai Tuyết Yên lại cảm thấy bị sỉ nhục. Thân phận trên lệch khác nhau, không có cho phép Quân Mặc Tà uy hiếp như vậy. Quân Mặc Tà dứt lời, chỉ cảm thấy bóng trước mặt lóe lên, một bàn tay vụt qua, tận cho đến khi bàn tay đó tiếp cận mặt của mình, trong không khí mới vang lên một tiếng hưu. Tránh không kịp, không thể nào ngờ được tốc độ của Mai Tuyết Yên lại nhanh như vậy. Trong mắt Quân Mặc Tà ánh lên một chút sợ hãi, nhưng mà dứt khoát không tránh, cũng là một chiêu phản thủ hướng về khuôn mặt tuyệt sắc, không hề lưu tình. Thân hình Mai Tuyết Yên hơi ngửa ra, cánh tay Quân Mặc Tà sượt qua gương mặt của nàng. Nhưng mà vì vậy Quân Mặc Tà cũng đánh là một chưởng, hai thân hình cũng một động tác, cũng ngửa ra sau, đồng thời hai chân cùng động. Chân vừa xuất ra,
chân của Mai Tuyết Yên như một tia chớp đá thẳng về phía Quân Mặc Tà. Chân phải Quân Mặc Tà cũng đá ra cùng một lúc, mục tiêu cũng là đan điền Mai Tuyết Yên. Đồng thời, tay phải Mai Tuyết Yên cũng động, năm ngón chuyển thành móc, tàn nhẫn chụp vào mắt Quân Mặc Tà. Chưởng của Quân Mặc Tà cũng quá thành ưng trảo, tàn nhẫn không kém. Mục tiêu là cổ họng của Mai Tuyết Yên. Hai cao thủ nhưng mình lại không hẹn dùng một phương pháp cận chiến phát tiết sự giận dữ cực điểm trong lòng, lấy cứng, đối cứng, dây dưa cùng nhau. Quân Mặc Tà không có lựa chọn nào khác, bởi vì tuy hắn quyền khí và linh lực tốt, nhưng mà đối với nữ tử này lại không cùng cấp bậc. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp này. Mai Tuyết Yên cũng vậy, nhưng nàng lại là bỏ dài dùng ngắn ra tay cùng cách, nhưng mà lại có một chút tế nhị. Hơn nữa, cho dù nói thế nào thì cận chiến đối với nữ hài tử Thủy Chung là hại nhiều hơn lợi. Thân hình của hai người đồng thời bay ngược ra, Quân Mặc Tà lui vài bước lão đảo mới đứng vững được. Đôi mắt phượng của Mai Tuyết Yên mang hàng ý, nụ cười có khi giận hơi trắng bệch. Quân Mặc Tà, ngươi cũng đủ tàn nhẫn đó. Chương 488 đấu với Mai Tuyết Yên. Hai người vừa mới xuất chiêu, tuy là Mai Tuyết Yên tàn nhẫn tấn công, tuy nhiên cho dù có đánh trúng tối đa cũng chỉ tàn tật mà thôi, mà vẫn còn được sống. Nhưng mà mỗi chiêu mỗi thức của Quân Mặc Tà đều là sát chiêu trí mạng. Động tác nhanh nhẹn, trong nhảy mắt, Mai Tuyết Yên đi vòng qua Quỷ Môn Quan lần thứ hai. Cuối cùng bị bức cho phải dùng đến quyền khí mới đánh văng được công kích mạnh mẽ của Quân Mặc Tà ra ngoài. Không thể tưởng tượng được, thiếu niên như ngọc trước mắt này, một khi mà ra tay, không một chiêu nào không giống sát thủ, đều là sát chiêu chí mạng. Cũng như nhau cả thôi, cô cũng không có hiền lành gì. Quân Mặc Tà cười lạnh nhạt, ho khan một tiếng, vừa rồi mới chỉ là vài chiêu, nhưng mạo hiểm trong đó cũng làm cho lòng của hắn vẫn còn sợ hãi. Bản thân vậy mà cũng liên tiếp 3-4 lần đứng trước số phận tàn tật rồi. Chỉ cần mình hơi có lòng thương qua Tiết Ngọc, như vậy nhất định mình sẽ nằm thẳng cẳng ở đây rồi. Không phải què chân cũng sẽ mù mắt mà sống trong một mảnh u tối. Mỹ nữ này đúng là khó giải quyết. Ta cũng không có cậy mạnh với ngươi, chắc chắn sẽ không có dở trò dùng đến quyền khí. Mọi người đều công bằng như nhau, giá lại cũng chưa biết hưu chết về tai quai. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, chuyển thân mà lên. Trước khi trở thành thú vương, nàng luôn lấy linh hoạt nổi danh thế gian. Cho dù hàng tỷ quyền thú ở bên trong thiên phạt xâm lâm, độ linh hoạt của nàng cũng gần như có một không hai. Nhưng mà lần này, cùng với thiếu niên trước mặt giao phong, mình lại rơi vào thế yếu. Cuối cùng phải dùng đến thế mạnh công lực mới có thể đánh văng người ta ra ngoài. Quả thật, không thể tin được là chuyện cực kỳ sỉ nhục. Cái sĩ diện này nhất định phải bù lại, không thể không lấy lại. Đây đã không còn là tranh đấu về khí thế mà là một cuộc chiến của danh dự. Quân Mặc Tà đối mặt đại địch, không thể địch nổi, cũng không hề có một chút sợ hãi, chỉ có một tiếng cười khẽ, ánh mắt lạnh như băng, tĩnh lặng như khối băng vạn năm. Cùng với thân hình Mai Tuyết Yên chuyển động, hắn cũng đồng thời dọt tới không một chút chậm trễ nào. Ngay khi Quân Mặc Tà vừa xông lên phía trước trong nhảy mắt, cái bộ tóc dài đen nhánh của hắn giống như là bỗng nhiên bị kéo thẳng ra, mạnh mẽ bay ngược về phía sau, bộ tóc quấn vào không khí kêu dung dút. Trong nhảy mắt, hai bóng người màu trắng kia đã quấn lại cùng một chỗ. Hai bóng trắng dính chặt vào nhau như vậy, dường như là hai người không muốn tách ra, đã tạo nên một đám trắng mơ hồ. Những âm thanh nhỏ liên tục vang lên, ai cũng không biết được ở trong nháy mắt rốt cuộc hai người đã đánh ra bao nhiêu chiêu thức. Kiểu chiến đấu cận chiến thuần túy thế này đều nhìn vào năng lực phản ứng và trình độ linh hoạt của mỗi bản thân mỗi người. Hai người bây giờ chưa thể tính là chiến đấu sinh tử thực sự. Trận vật lộn này chỉ là cách để hai bên lấy ra giải tỏa phiền muộn ở trong lòng của nhau. Mai Tuyết Yên buồn bực, rất là buồn bực, bởi vì Quân Mặc Tà, một cái tên nhân loại nhỏ bé kia, cả thần quyền cảnh giới cũng chưa đạt tới, lại có thể uy hiếp nàng như thế. Nhưng uy hiếp của Quân Mặc Tà, nàng không thể không để ý được. Tuy Quân Mặc Tà không nói rõ ra, nhưng mà Mai Tuyết Yên có thể hiểu được, chỗ dựa của Quân Mặc Tà chính là linh đan làm ra từ thiên phạt thánh quả. Cho nên, Mai Tuyết Yên mới cảm thấy mình bị thiệt. Mà cái thiệt ở đây là
không thể không dùng, nhưng mà dùng rồi thì lại rất tức. Nhưng bực thì bực, uy hiếp, bắt buộc này nàng không thể không nghe theo, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Nhưng quân Mạc Tà cũng buồn bực như thế, buồn bực đến cực điểm. Tà quân tung hoành hai đời, trải qua hai đời cũng đã quen tư cách thượng vị giả rồi. Nói chuyện với người ta toàn là từ trên cao nhìn xuống, cho dù trước kia thực lực mạnh hay là kém cỏi vẫn có thể chơi đùa với cường giả chi tôn, lừa gạt thú dương thiên phạt, độ lĩnh phong tao, có bao giờ mà chịu uy hiếp kẻ khác như bây giờ. Nhưng mà lần này lại bị Mai Tuyết Yên uy hiếp đến nỗi là không thể không xuất hiện. Mai Tuyết Yên cố tình uy hiếp, quân Mạc Tà không thể không để ý, bởi vì đó là người thân kiếp này của hắn. Trải qua hai đời, hắn mới có người thân, hắn thật sự để ý tới hai người thân không thể thay thế. Cho nên, quân Mạc Tà cảm thấy mình chịu thiệt, cái thiệt thòi này cũng bức bối vô cùng. Nhưng bực thì bực, uy hiếp này hắn không thể không tuân theo, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Ngoài lý do có điểm khác nhau ra, dưới mắt trong lòng của hai người đúng là giống nhau lạ thường, mà hai người cái gì cũng muốn dùng mà lại không muốn mình phải chịu thiệt. Nhưng hôm nay đều chịu thiệt trong tay của người khác, không thắng không được. Nếu là những người khác có thể đã cười hòa, nhưng mà hai người kia lại đối chọi gai gắt, ai cũng không muốn bị thiệt. Ngay cả khi mà sức lực ngang nhau, ngay cả khi ngầm chịu thiệt cũng cho là mình có thể thắng. Tuy nói hạ phong nhưng mà sử dụng sức lực tay chân, chưa biết hưu chết về tay của ai, ai mới là người có thể cười lúc cuối cùng. Giả lại, bởi vì nguyên nhân phạt thiên thánh quả tồn tại với thiên phạt xâm lâm, hai người đã định trước là quan hệ hợp tác, nhưng mà thắng bại bây giờ lại quyết định đến vị trí sau này của hai người, sức nặng của lời nói. Giao thủ lần này, hai người đều tung ra hết tuyệt chiêu. Xưa nay quân Mạc Tà khi mà đối địch đều có một thói quen, đó là toàn lực ứng phó, vô luận địch nhân yếu đến đâu, đều phải một chiêu miễu sát, tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai. Giống như sư tử vồ thỏ, mỗi khi mà vồ đều dùng hết sức, dù sao giết chết địch nhân mới bảo vệ được mình tốt nhất. Một thói quen không thể thay đổi, hắn luôn tự mình thể nghiệm, đó chính là kinh nghiệm lớn nhất của vua sát thủ. Nhưng Mai Tuyết Yên lại khéo léo hơn, bởi vì sự khéo léo của nàng khiến cho một ít chiêu số của quân Mạc Tà bị nàng đột nhiên quá giải. Nhưng mà nếu chiêu số được xuất ra liên tiếp, nàng trong mấy chiêu mới có thể phản kích lại được một chiêu. Kể từ đó, cuộc chiến của hai người càng có vẻ kịch liệt hơn. Đánh nhau đến nỗi tốc độ hai bóng trắng càng lúc càng nhanh, giống như hai cái dòi rồng quấn lại với nhau cùng một chỗ. Cuối cùng về sau còn không nhìn rõ ai với ai. Điều này làm cho Xà Dương đang ẩn nấp chấn động. Các chủng loại quyền thú trong thiên phạt xâm lâm rất phong phú, có thể nói là không thiếu những điều kỳ lạ, nhưng mà tuyệt đối không có ai có thể tránh được với sự linh hoạt của đại tỷ. Mặc dù cùng lấy linh hoạt nổi danh như là hạt trùng tiêu, hạt lão tam, còn có cả mình, hai người cô liên thủ cũng không phải là đối thủ trong trăm chiêu của đại tỷ. Nhưng tên tiểu tử trước mặt này rõ ràng chỉ là một nhân loại, lại có thể sánh ngang với đại tỷ, thậm chí mật độ xuất chiêu còn có trình độ cao hơn, dường như còn ép đại tỷ một phần. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn còn là người sao? Mai Tuyết Yên càng đánh càng buồn bực lúc này không giống như vừa nãy. Đến lúc này, từ bản thân quân Mạc Tà uy hiếp thực lực của bản thân, tiểu tử này quá tàn nhẫn rồi, mỗi một chiêu thức đều không có chiêu nào là không nhằm vào chỗ trí mạng. Bất kể mình tránh né như thế nào thì lại phản kích sắc bén như thế, hắn luôn có thể tìm ra trước cái vị trí có thể thương tổn lớn nhất để mà tiến hành công kích, phản công. Nhưng mà làm cho người ta không nói được nhất chính là hắn không hề có nửa điểm chú ý đến đối thủ là nữ nhân, mà lại còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Cái gì mà kiên kỵ như là bộ ngực, mặc kệ ngực, dưới bụng, hạ âm, mắt, cổ họng, những cái chỗ mà làm đối thủ kiên dè tiến công. Mỗi chiêu đều lộ một vẻ tàn nhẫn, xảo quyệt, thỉnh thoảng là chọn vị trí không nguy hiểm đến tính mạng mà xuống tay, thì cũng là vị trí cát đốt ngón tay, cũng là những vị trí quan trọng mà. Nếu không chú ý sẽ bị hắn đánh trúng. Mai Tuyết Yên có thể tưởng tượng ra, cho dù là cường giả chí tôn cũng sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngay cả mình cũng không ngoại lệ.
tại sao lại có công phu như vậy chứ? Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn về phía công kích của Quân Mặt Tà, bỗng nhiên có một loại cảm giác. Toàn bộ động tác của tên này đều chỉ có một mục đích, đó chính là giết người, giết chết đối thủ. Trình độ ác độc như vậy, cho dù là quyền thú đối với nhân loại không có thiện cảm cũng rất ít có. Quân Mặt Tà thì lại có. Đây đúng là một tên quái vật. Nếu mình đánh vào người của hắn hai cái mà không đúng vị trí yếu hại của hắn, ít nhất không trúng vị trí làm cho mục tiêu này bị thương nặng. Nhưng mà thời gian mình đánh hai cái, hắn có thể hạ được mình mà lại là vị trí cực kỳ khó chịu. Mình đánh hắn hai cái, hắn có thể không thèm để ý đến, cố gắng có thể vượt qua. Nhưng mà nếu hắn đánh trúng mình, chắc chắn là trí mạng. Không hay nhất chính là mất đi kha khá năng lực chiến đấu. Nhưng mình trước khi khai chiến đã nói rõ ràng rồi, hai bên không được sử dụng quyền khí để mà giải quyết trận chiến này. Lấy thân phận của mình cùng với một thiếu niên tỷ thí, chẳng lẽ lại còn có thể lạch lọng sao chứ? Nhưng Mai Tuyết Yên lại không biết, Quân đại thiếu gia thật sự cũng không chịu nổi. Quân Mặt Tà âm thầm kêu khổ, độ nhạy cảm người đàn bà đối diện này quá là kinh khủng. Phần đặc biệt này không chỉ có thân pháp mà chính là bản thân, trên dưới toàn thân. Không kể là thân thể, chiêu thức linh hoạt đến cực điểm. Đúng là lương bôi thêm mỡ rồi, trơn không giữ được, đánh như thế nào cũng không được. Có đôi khi chọn đúng thời gian mà đánh thì nàng cũng bất ngờ tránh được. Đánh trúng, linh quang chợt lóe trên đầu Quân Mặt Tà, lui về phía sau quát lớn. Trên đoạn đường Thiên Nam, chính cô là người đã thiết kế bẫy rập với ta sao? Mai Tuyết Yên yên lặng, vẻ mặt không đổi. Thừa lúc thân hình Quân đại thiếu gia đột nhiên lui về phía sau, lao đến như gió lốc. 90 quyền, 27 chưởng, 13 cái cùi chỏ, đạp 36 cước, kèm theo tiếng cười nhạo của nàng. Bây giờ ngươi mới kịp phản ứng, đúng là quá trì độn rồi. Đoạn đường này chính là bữa tiệc lớn, không chịu được mụ dĩ này sao? Chương 489, chiếm tiện nghi và chịu thiệt thòi. Trên đường từ Thiên Nam trở về là lần chật vật thảm hại nhất trong suốt hai kiếp làm người của Quân Mặt Tà. Trước đó chưa hề có người nào có khả năng đem vị tà quân danh chấn thiên hạ đã từng quỳ hiếp hắc bạch lưỡng đạo này đùa giỡn ở trong lòng bạc tài như thế. Cho dù là tại vị thế này cũng không có. Các loại biệt khuất, sỉ nhục này khiến Quân Mặt Tà cuối cùng không thể không trốn vào Hồng Quân Tháp đi luyện công để mà tránh né. Mặc dù vì việc này mà công lực của Tiến Cảnh rất lớn, nhưng mà đối với Quân Mặt Tà mà nói, thủy chung cũng là bị người khác bức ép phải tiến vào, hoàn toàn không phải là do mình tự chủ động. Cho nên Quân Mặt Tà luôn luôn muốn tìm kiếm người này, nhưng mà thủy chung không biết rốt cuộc là ai đang đối phó với mình. Lúc trước vốn xác định là Xà Dương Thiên Tầm ra tay, bây giờ lại thấy Mai Tuyết Yên này có một thân thực lực đánh tay không, kinh thiên địa khắp quỷ thần như thế, cho nên bản thân của Mai Tuyết Yên đã thừa nhận, rốt cuộc có thể xác định chính là do nữ tử thanh lãnh trước mặt này đã hạ thủ. Một khi đã như thế, được, hãy để ta giáo huấn nha đầu ngươi một lần, để ngươi cùng cảm nhận được tư vị bỗng chốc bị người khác đùa giỡn, thử xem có dễ chịu hay không, có hiểu được thế nào là cực hạn hay không. Rõ ràng, quyền công cao hơn ta, lại hết lần này tới lần khác kiêu ngạo, tự mình quy định không cho phép dùng quyền lực mà chỉ đọ sức đánh tay không. Lấy sở đoạn của mình, địch lại sở trường của ta, đây chính là tự mình tìm tai vạ rồi, chẳng thể trách ca ca, tâm ngoan thủ lạc, không thương hương tiếc ngọc, lạc thủ tồi qua rồi. Tiếp theo trong nhảy mắt, Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy được áp lực của cuộc chiến chợt tăng, tăng đến mức độ làm cho mình cũng có một cảm giác hít thở không nổi. Chiêu đầu tiên Quân Mặt Tà xúc động sau khi mà rơi xuống, vẫn như cũ, đá ra chân phải của hắn, nhưng mà chân phải của hắn chiếu theo cổ họng của mình đã tới. Đồng thời, chân trái lại phát sau mà đến trước, đã tới vị trí hạ âm của mình. Dù sĩ, đê tiện. Trên mặt của Mai Tuyết Yên trở nên lạnh lẽo, thân hình hơi ngửa ra sau, tay phải xoát một tiếng giống như thiểm điện bổ xuống, chém lên chân trái Quân Mặt Tà. Lại phát hiện mình hoàn toàn chém vào khoảng không. Hai tay của Quân Mặt Tà cùng lúc đắm tới, tiếng gió rít đập vào tai. Đầu Mai Tuyết Yên khẽ nghiêng sang một bên, thân hình lao về phía trước, đầu gối hung hăng,
hướng về phía bụng dưới quân Phật Tà hút lên. Phanh một tiếng, đầu gối hai người va chạm vào nhau một chỗ, Mai Tuyết Yên không nhịn được phải lui về phía sau. Đầu gối quân Mặc Tà sau khi cùng nàng va chạm lại không hề di động, tiếp đó lật một cái đầy quỷ dị, một cước đá xuống phía đùi Mai Tuyết Yên. Đầu gối quân Đại Thiếu chính là hướng về phía trước, nhưng mà lúc này chân phải của hắn đá ra gót chân thì lại hướng lên trời, ngay cả bắp chân của hắn cũng hướng lên trên. Cái này căn bản là cực kỳ bất bình thường, vô cùng trái với lẽ thường. Phải biết rằng trừ khi chân bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy hoặc là bị nhân tố không thể kháng cự nào đó phá hủy, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện cái tư thế như vậy. Nhưng quân Mặc Tà lại có thể cố tình dùng cái tư thế như vậy để mà triển khai công kích. Cho dù lấy lịch duyệt thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như là Mai Tuyết Yên, thấy dị biến này không khỏi chấn động, thân hình hơi khom lại, cực nhanh lui về phía sau. Nhưng mà đúng lúc này, quân Mặc Tà cúi đầu, cái trán hung hăng hướng về cái trán của nàng mà đập tới. Mai Tuyết Yên phẫn nộ quát, càng đảm lắm. Tả chưởng trắng muốt như là ngọc, một chưởng vỗ thẳng về phía trán của hắn. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, cho dù trong chưởng của Mai Tuyết Yên không có xúc tích nguyên lực, cũng đủ để khiến cho đầu óc của hắn đã bị dạng đóa hoa đào nở luôn. Nhưng mà ngay lúc này, kim quang vốn dùng để cột tóc trên đầu quân Mặc Tà đột nhiên nổ phanh một tiếng. Một cái đầu tóc dài đen nhánh thẳng tóc giống như những cái mũi tên nhọn quắt, tựa như là ngàn vạn chiếc kim châm mạnh mẽ bắn về toàn bộ nửa thân trên của Mai Tuyết Yên. Thậm chí ngay cả tóc cũng có thể dùng để đả thương người sao? Thế công của quân Mặc Tà vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy bả vai của hắn hơi nghiêng, bả vai giống như tự mình thoát ly khỏi thân thể, đỡ lấy tả chưởng của Mai Tuyết Yên. Cái lần biến hóa này quá thật xảy ra bất ngờ, đột ngột tới cực điểm, muôn vàn trù tính, tất cả suy nghĩ của Mai Tuyết Yên đều cho rằng công kích của hắn, cho dù có quỷ dị đến mấy lần đi nữa, hắn cũng đến mức này thôi. Không hề nghĩ tới ngàn vạn sợi tóc kia lại có thể bắn đến đây. Mai Tuyết Yên hô nhẹ một tiếng, thân mình cấp tóc ngửa ra sau, đồng thời lui về phía sau rồi bay lên. Hai động tác cùng hoàn thành chỉ trong nhảy mắt. Nhưng quân Mặc Tà đuổi theo nhanh như tia chớp, một chưởng sét đánh không kịp bưng tay từ dưới nách dục ra chộp lên trên bộ ngực sữa của nàng. Mai Tuyết Yên kinh hô một tiếng đầy kinh sợ, rốt cuộc bất chấp ước định không cho phép sử dụng quyền khí do chính miệng của mình nói ra lúc trước, giống như tên lửa nhanh chóng bay thẳng lên trời, kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh xấu hổ và tức giận. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy cái chỗ bàn tay tiếp xúc là một nơi mềm mại mà lại to lớn co giãn vô cùng. Trong lúc nhất thời không còn kịp phát lực đã thương địch thủ, thân mình Mai Tuyết Yên đã bay thẳng lên không. Tài quản vốn dán vào bộ ngực tuyệt đẹp của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên bay lên, tài hắn tự nhiên thuận thế trượt xuống, chỉ cảm thấy từ núi cao đến vực sâu, từ cái gò núi cho tới đất bằng, một đường núi non trùng điệp khiến choáng sảng khoái không nói nên lời. Giống như vuốt ve lên một khối mỹ ngọc tuyệt trần, hơn nữa còn là một khối mỹ ngọc mềm mại, ấm áp. Xuất phát từ bản năng, bàn tay của quân Mặc Tà không kềm chế được, mỗi khi mà trượt xuống nơi nào thì lại nhẹ nhàng, xoa xoa, nắng nắng một chút. Suýt chút nữa đã khiến cho thân hình của Mai Tuyết Yên đang nhanh chóng bay lên không, lập tức rơi xuống đất. Mỗi một cái sờ này tựa như là sờ vào miên hoa mềm mại, hơn nữa còn là miên hoa đầy phong đỉnh luôn. Tiểu tử này rốt cuộc không nhịn được, bật thốt ra một tiếng. Rất sảng khoái nha. Đang trong lúc sảng khoái, tiếng gió rít lạnh thấu xương vang lên giữa không trung. Mai Tuyết Yên vừa bị chiếm tiện nghi, từ giữa đường không rơi xuống, lại giống như là mang theo phong vân đầy trời, cùng lúc hạ xuống. Từ khi có thể hóa thành hình người tới nay, thân thể của nàng luôn luôn bằng thanh ngọc khiết, thậm chí không có mấy người biết nàng là thân nữ nhi. Vậy mà cái tên hỗn đản này mới vừa rồi có thể tận tình khinh bạc, khiến cho Mai Tuyết Yên thật sự muốn tức điên lên rồi. Một thân quyền công khủng bố tới cực điểm, không còn bảo lưu một chút nào, nguyên lực toàn diện bạo phát, điên cuồng áp xuống. Phong vân đầy trời tụ lại, mang theo sấm vật chớp văn, giống như là ngài tận thế đánh về phía quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà thấy cái sự đột biến này cũng sợ cho hết hồn, không nghĩ tới cái bà nương này lại có một thân công lực cao đến mức như vậy,
bản thân của mình lúc trước đã thấy rất nhiều cao thủ, thế nhưng không có một người nào có thể bị kịp Mai Tuyết Yên trước mắt. Mắt thấy công kích có thể khuấy động phong vân này sắp đánh lên trên đầu của mình. Đây chính là một kích đủ trí mạng. Dưới tình thế cấp bách, Quân Mặc Tà quát to một tiếng: "Ngưng, ngưng lại, thua không nhận, định chơi xấu sao?" Một câu này nói ra, phong vân đình chỉ. Bộ mặt tràn đầy sát khí của Mai Tuyết Yên dừng trước mặt của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng gần như muốn đem hắn róc xương, róc thịt vậy. Sát khí từ thân thể của nàng bắn ra dày đặc, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều bộc lộ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vậy mà trên mặt lại hoàn toàn trở nên ửng hồng. Cái loại tư thế hờ hững, thanh nhã giống như tiên tử lúc trước sớm đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó, cái tư thế vừa thẹn vừa giận của một tiểu nữ nhi. Cùng lúc đó là nổi giận đùng đùng, Quân Mặc Tà bên cạnh bình tĩnh như trước, vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc nói: "Mai cô nương, giờ phút này thắng bại đã phân rồi, tại hạ may mắn chiến thắng, tạ ơn Mai cô nương đã nhường nhịn. Lúc này thời gian không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ." "Việc ấy trong tính toán của người chỉ là chuyện thắng bại thôi sao? Hiện tại điều cần nói nhất chính là tiểu tử ngươi dở cái trò lưu manh lại có thể đùa bỡn trên độc lão nương, sau khi chiếm tiện nghi còn muốn vỗ vỗ mông bước đi à?" Mai Tuyết Yên hiện tại đúng đã quên dự tính ban đầu của trận chiến này, chỉ còn một loại cảm giác nhục nhã cùng cực kỳ tức giận khi mà bị lật thuyền trong mương. "Thắng bại đã phân sao? Phân thế nào? Tại sao ta lại không biết? Ngươi còn muốn chạy à? Nào có chuyện dễ dàng như vậy?" Lời vừa nói ra liền có thể chứng minh rằng Mai Tuyết Yên quá thực giận đến dán đầu rồi. "Để xem ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta mà rời đi. Thiên địa tù lung." Đừng có nhìn Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, kỳ thật trong lòng đang kêu to quá đã. Cái này có thể xem là bất kể thù oán gì đều báo rồi. Chẳng những báo thù, ngay sau đó một đống lợi tức cũng đã được toàn bộ thu về. Đang lúc âm thầm đắc ý, đột nhiên toàn thân không thể cử động chút nào, thậm chí ngay cả thần thức, ý chí, tâm tư cũng đều hoàn toàn bị phong tỏa. Nguy rồi, cái gọi là thiên địa tù luân này, Quân đại thiếu gia không có xa lạ gì. Đây cũng là bí kỹ duy nhất có thể toàn diện áp chế bản thân mà Quân đại thiếu kiếp này gặp được. Thậm chí ngay cả trốn vào Hồng Quân tháp cũng không thoát. Cái bí pháp này lần trước chính là xuất hiện trong tay của lão đại Mai Tôn Giả, thiên phạt xâm lâm. Không ngờ nữ tử này lại biết được bí kỹ này. Đây chính là sự kiện lớn rồi. Đừng thấy dùng chữ viết giải thích thì nhiều. Trên thực tế, một ý niệm này trong lòng Quân đại thiếu căn bản chỉ là một quá trình suy nghĩ ngắn ngủi đến mức không thể ngắn được hơn. Cho dù nói là điện quang quả thạch cũng không quá đáng. Mà suy nghĩ của Quân đại thiếu lúc này cũng đã tắc nghẽn rồi. Không phải là Quân đại thiếu không suy nghĩ, mà bởi vì phấn quyền tú thối không chút lưu tình của Mai Tuyết Yên đã tập kích đến trước mặt rồi. Ngay sau đó, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Quân đại thiếu chính là cùng mẹ nó lại bị ngược đãi rồi. Phanh một tiếng, một quyền bị đấm vào hốc mắt. Lại thêm một quyền nữa, phanh phanh phanh, cái mông trở thành bao cát. Sau lưng, đuôi, bả vai, lồng ngực, không nơi nào may mắn mà thoát khỏi. Quân Mặc Tà tựa như là một cái lá vàng úa cuốn theo chiều gió, lên xuống nhấp nhô nhưng mà không hề chạm đất. Thành nằm phanh phanh phanh, vang lên giống như là tiếng trống đánh vậy. Quân đại thiếu hoàn toàn chưa kịp hồi thần, trong chớp mắt đã bị đánh trên dưới trăm ngàn kích. Không chỉ có hai mắt phút chốc trở thành đen thui như là quốc bảo gấu mèo. Cả đầu cũng trở thành cái đầu heo. Còn về phần cái mông đầy đặn kia, cho dù dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang sưng lên với một tốc độ nhanh chóng. Quân đại thiếu gia rốt cuộc lần thứ hai rơi xuống trên mặt đất. Lưng đập xuống, bốn chân chổng gió lên trời. Muốn có bao nhiêu chật vật á, thì có bấy nhiêu. Cái chân phải nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên đang đạp lên lồng ngực của Quân đại thiếu. Từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ tức giận lẫn tươi cười, tràn đầy cảm giác thắng lợi hỏi: "Tranh đấu quyền cước, rốt cuộc là ai thắng?" Lúc mà nói chuyện, Mai Tuyết Yên cũng thở hổn hển, đôi ngực hơi hơi phập phồng. Vừa rồi đánh hắn một trận, hoàn toàn nín thở một mạch,
không thở lấy hơi mà liên tục đánh đập nhiều như vậy, sử dụng toàn lực là lực lượng nhục thể mà không dùng chút quyền khí nào. Nói không mệt tự nhiên là gạt người. Mệt là gì của mệt, mất quá rất xứng đáng. Xem thu gì cũng báo rồi, chẳng những báo thù, ngay cả lợi tức cũng hoàn toàn thu về, thống khoái, sung sướng rồi. Trong lòng Mai Tuyết Yên đại cô nương cực kỳ sảng khoái. Đang lúc hỏi chuyện, đương nhiên trước hết là phải đem thiên địa tù lung đang dày khốn quân mặt tà giải khai. Nếu không, tiểu tử này làm sao mà nói chuyện được. Nhưng mà Mai Tuyết Yên lại phạm vào sai lầm. Sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nàng thật sự quá sơ suất. Thiên địa tù lung kia nàng thật sự không nên giải khai. Các bạn vừa nghe xong tập 113. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.